Để chứng minh nước bọt của Hoa Trường là mùi sầu riêng, tôi trực tiếp đưa hôn ta trước công chúng. Nhưng hoa hậu không những không tức giận, ngược lại bắt đầu chủ động phục vụ. Tất cả chỉ vì tôi có thể nghe thấy giọng nói của cô ấy, phát hiện một nữ sinh lạnh lùng lại thầm mến tôi. Trong một lớp học, giáo viên chỉ trích công việc của tôi trước mặt cả lớp. Khi tôi không biết làm thế nào để đối phó, bên tai lại đột nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc. Lợn to ngu ngốc bị mưa là thật sự ngu ngốc. Tôi vô thức nhìn lại, vào mắt là một khuôn mặt bánh lớn tinh tế, trong mắt có chút nụ cười quyến rũ, dường như nghĩ đến chuyện gì vui vẻ. Sự quay đầu đột ngột của tôi dường như làm đối phương sợ hãi, chỉ thấy trên mặt hắn hiện lên một chút bối rối, lại nhanh chóng khôi phục lại sự lạnh lùng. Bạn xem tôi làm gì? Tôi cảm thấy hơi lạ, vừa rồi hình như là giọng của hắn, nhưng không có khả năng. Đội trưởng lạnh lùng, làm sao có thể nói những lời như vậy? Ngồi phía sau tôi là lớp trưởng của lớp chúng tôi Lãnh Thành Tuyết, không chỉ đẹp, thành tích học tập là hạng nhất, thật kỳ lạ, một học sinh giỏi như cô ấy, không tốt may mắn là hàng ghế đầu độc quyền của học bá chờ đợi, ngược lại chủ động xin ngồi sau lưng tôi. Ta thừa nhận đối với Lãnh Thanh học cũng từng cảm động, nhưng là một học sinh tôi vẫn có kiến thức về bản thân, biết giữa mình và hắn có trời, khoảng cách khiêm tốn, thêm vào đó cô ấy rất lạnh lùng, sự thờ ơ như tảng băng trôi đối với tất cả những người cầu hôn, cho nên tôi từ từ buông bỏ ý nghĩ này. Ngay khi tôi tự hỏi, âm thanh giống như vừa rồi lại xuất hiện. Sao vừa rồi anh ta lại đột nhiên quay đầu lại? Suýt làm tôi sợ chết khiếp, chắc là anh ta không phát hiện ra gì. Lần này tôi nghe rất chính xác, là giọng của lớp trưởng Lãnh Thanh Tuyết đúng vậy. Nghĩ tới đây tôi lại nhìn về phía sau. Đúng lúc này Lãnh Thanh Tuyết ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người lại lần nữa đan xen vào nhau. Lúc này một cái đầu phấn nhảy từ trên bục giảng đến, đập vào đầu tôi với độ chính xác vô cùng. Đứng ở phía sau trong mưa, sau giờ học đến văn phòng tìm tôi. Khi chuông tan học vang lên, tôi đi theo bước chân của thầy và cùng nhau rời khỏi lớp học. Bên tai lại lần nữa truyền đến thanh âm quen thuộc. Đầu nhện xứng đáng, có muốn đi cứu anh ta không? Quay đầu nhìn, tôi phát hiện máu lạnh đang hơi nhíu mày, như thể đang nghĩ cái gì đó, không nói gì cả. Nhưng đây thực sự là giọng nói của cô ấy. Lớp trưởng, có thể tìm ông Tôn giúp tôi cầu xin không? Hình Sam nhìn thấy Tuyết Lạnh mặt đầy kinh hãi, trên mặt có một tia căng thẳng và nghi ngờ không thể kiểm chứng, nhìn ta một cái lại nhanh chóng đuổi lên, khuôn mặt nhỏ bé kỳ quái. Làm sao anh ta biết tôi đang nghĩ gì? Trùng hợp chắc là trùng hợp, làm sao hắn biết được? Chắc tôi đã nghĩ anh ta thật ngu ngốc. Lúc này trong lòng tôi đã dấy lên sóng bao. Nếu tôi không bị ảo giác, những âm thanh vừa nghe, tất cả đều là tiếng lòng của Lãnh Thanh Tuyết. Với những suy nghĩ lộn xộn, tôi theo chủ nhiệm lớp Tôn Lương Bình đến văn phòng. Vốn tưởng rằng chào đón tôi là giáo dục phê bình, nhưng không ngờ anh ta lại trực tiếp hỏi thẳng vấn đề. Mưa, bạn có thích Tuyết Lạnh không? Một mặt ngu ngốc, tôi một mặt ngu ngốc. Chưa đợi tôi trả lời, ông già giống như một người cố vấn tình cảm. Hết lý thuyết này đến lý thuyết khác đã được đưa vào não tôi. Biển khi tôi sắp xếp suy nghĩ, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng Tuyết Lạnh. Thầy giáo, có một câu hỏi mà tôi không hiểu, thầy có thể giảng cho em nghe không? Nói xong đồng thời Lãnh Thanh Tuyết đưa tờ giấy đến đây. Sau 2 phút rưỡi, hắn dường như đã học được. Sau khi bày tỏ lời cảm ơn liền chuẩn bị rời đi. Nhìn Tuyết Lạnh để trở lại lớp học, Tôn Lương Bình ra hiệu cho tôi bên cạnh. Con cũng về lớp đi, nhớ suy nghĩ kỹ những lời đó của tôi nhé. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận được lệnh thả, ngoại trừ văn phòng vội vàng đổi kịp Lãnh Thanh Tuyết. Đội trưởng cảm ơn. Cảm ơn gì? Hắn nghi ngờ dừng bước, vẫn lạnh như mọi khi. Lãnh Thanh Tuyết, ngươi phải nhịn lại, không thể để hắn nhìn ra. Bạn thực sự chỉ đến đây để đặt câu hỏi. Giọng nói quen thuộc lại xuất hiện, khóe miệng tôi không tự giác, một nụ cười ấm áp. Không có gì, chỉ là cảm ơn vì đã hỏi. Điều hắn không muốn nói, tôi cũng không phá vỡ. Tuyết Lạnh bĩu môi, vô tình đi ngang qua tôi. Mưa, bạn phải cố lên. Trong lòng tôi luôn không nhịn được những gợn sóng, không ngờ nhìn thẳng người khổng lồ ngàn dặm cao lãnh nữ đội trưởng yêu thầm tôi, nhưng tại sao? Tôi tình cờ phát hiện ra, tôi có thể nghe thấy giọng nói của hoa hậu. Cô ấy luôn thể hiện hình tượng cao lãnh, thậm chí còn làm nũng dễ thương và nhút nhát. Điều khiến tôi không ngờ tới là hắn còn phải lòng tôi. Tôi bút hết mực rồi, mực. Tôi không ngần ngại đưa mực cho cô ta. Chúng tôi đã đạt được mực cho việc này rồi. Lúc đầu tôi cũng sẽ thầm nói rằng ai đó không mang theo mực mỗi ngày chỉ biết cọ sát tôi thôi, nhưng khi tôi nghe thấy trái tim cô ấy, tôi bị mẹ rồi. Haha, mực của ai đó rất tốt. Hôm nay tiếp xúc cơ thể đã hoàn thành rồi. Hôm nay cơ thể tiếp xúc với tôi không sạch sẽ nữa. Thì ra bạn là lớp trưởng như vậy. Quả nhiên mọi người nói đúng, con gái nếu háo sắc lên thật sự không có chuyện gì với con trai nữa. Chuyện xảy ra hôm nay, sự lật đổ mang lại cho tôi thực sự quá lớn, rất không dễ dàng chịu đựng. Đến khi tan học, tôi đã tìm thấy trên bàn của Lãnh Thanh Tuyết đặt một đồng tiền cổ. Cô ấy đặt tay lên má, tầm mắt ngơ ngác rơi vào trên đó. Tôi đã quen với cảnh này rồi, thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy đồng xu. Hắn nhìn chằm chằm vào đồng tiền này, cũng không biết cái này máu lạnh có ý nghĩa gì đặc biệt không. Thích một người thật mệt mỏi, đột nhiên có chút muốn từ bỏ là sao vậy? Nhưng đã lâu như vậy rồi, bỏ cuộc thật không nỡ. Nếu không, ném một đồng tiền đi, hãy để ông trời quyết định. Tôi vừa nằm sấp trên bàn chuẩn bị nhờ mắt nghỉ ngơi một chút, đột nhiên nghe thấy giọng nói trong lòng Lãnh Thanh Huyết, cả người lập tức tỉnh lại. Khi tôi nghe thấy Lãnh Thanh Tuyết, trong lòng xuất hiện muốn từ bỏ. Khi nghe ba chữ này, tâm trạng vừa dậy vào buổi chiều biến mất ngay lập tức, trở nên bị tổn thất với một chút tức giận. Thích một người là chuyện quan trọng như vậy, hành động vội vàng như vậy là ném tiền đồng để quyết định, nhưng không phải tôi nghĩ nhiều. Lúc này Lãnh Thanh Tuyết đã có động tác rồi. Tôi lén quan sát tình hình phía sau, tâm không khỏi thắt chặt. Rốt cuộc sẽ là chữ phúc vẫn là khắc bên kia của Thuận Trị thông báo? Phúc nghĩa đen là gì? Bên kia đại diện cho điều gì? Tôi không biết gì cả. Cho dù có thể nghe được một chút tiếng lòng của Tuyết Lạnh, nhưng tôi cũng không thể hiểu hết suy nghĩ của cô ấy. Rõ ràng là có chút không nắm chắc được, sẽ không thất tình chứ.
Ngay cả đầu heo, hãy nghe cho cô gái này. Nếu đồng xu này bị vỡ, tôi không thích anh nữa. Hey, không bị vỡ, đáng tiếc. Xem ra đành phải tiếp tục thích phần này. Đầu lợn, may mắn của bạn thật tốt. Nhìn này, lúc nằm trên tay mình còn nguyên vẹn, Lãnh Thanh tiết lộ vẻ mặt buồn bã, dưới mắt lại lặng lẽ hiện ra một chút nụ cười không thể che giấu, và cô ấy chỉ muốn ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt nghi ngờ của tôi. Hắn không khỏi giật mình. Đẹp không? Tôi gật đầu nghiêm túc mà không cần suy nghĩ. Đối mặt với hành động này của tôi, Lãnh Thanh Tuyết cảm giác tim mình đập không nhịn được, tăng tốc vài phút, vô thức rời đi tầm mắt vốn nhìn về phía tôi, biểu cảm trên mặt lạnh hơn, một số mà dễ lại không nhịn được mà đỏ, đầu lợn hôi thối, đừng trêu chọc tôi. Lại nghe thấy giọng nói của Lãnh Thanh Tuyết, tôi có chút bất ngờ, không nhịn được lại nhìn hắn hai mắt, chú ý thấy cô ta có vẻ hơi đỏ mặt, lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, trong lòng tôi thầm cười, cô gái này còn rất kiêu ngạo, sao trước đây không phát hiện ra, trên người hắn còn có thuộc tính này. Khi thấy tôi vẫn đang nhìn cô ấy, Lãnh Thanh Tuyết có vẻ hơi tức giận. Hình như tôi vừa nhìn thấy cậu cười. Có không? Dạ. Thực ra lớp trưởng bạn sẽ trông đẹp hơn khi bạn cười, không cần phải lúc nào cũng lạnh mặt. Không sao đâu, bạn có thể cười nhiều hơn, nó tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần, bạn không phải quan tâm. Tôi chỉ đề nghị thôi. Cảm ơn. Không chấp nhận. Phong cách quen thuộc tôi hơi không nói nên lời. Được rồi, tôi lại thua. Thấy tôi ăn bánh, khóe miệng máu lạnh, nông cạn gợi lên một chút dây điên đẹp mắt, gầy và dễ thương. Tôi vừa quay lại, đột nhiên nghe thấy tiếng tuyết lạnh này, miệng tôi hơi gầy vài cái, nếu không phải sợ phơi bày, tôi nóng lòng muốn lạnh lùng ngay lập tức, kéo cô ấy đến nơi không có ai bên ngoài. Lời nói vô tội, cậu bé nào có thể chịu được sự vu khống như vậy? Ngay khi tôi buồn, phía sau đã có người dùng ánh mắt hồ ly nhìn tôi. Băng Tuyết, bạn có nhận thấy hôm nay bị mưa có gì không ổn không? Tôi cảm thấy mưa có thể thích bạn. Người không phát hiện sao? Hôm nay bị mưa lén nhìn bạn rất nhiều lần, hơn nữa ánh mắt có gì đó không ổn, cẩn thận đấy. Nghe lời của Giang Lăng, lông mày của Lãnh Thanh Tuyết hơi nhíu lại, lại từ từ mở ra. Nếu không phải Giang Lăng nhắc nhở, hắn thật sự không nghĩ tới chuyện này. Hôm nay tôi thực sự có chút khác biệt so với bình thường. Về phần cụ thể chỗ nào khác nhau, Tuyết Lạnh cũng không nói được. Đầu heo thật sự. Tôi tình cờ phát hiện ra, tôi có thể nghe thấy giọng nói của Hoa Hậu. Cô ấy luôn thể hiện hình tượng cao lãnh, thậm chí còn làm nũng dễ thương và nhút nhát. Điều khiến tôi không ngờ là cô ấy còn thầm mến tôi. Không ngủ trong lớp, dậy đọc đi. Dưới sự uy nghiêm của đội trưởng quanh năm, hai chúng tôi ngất xỉu, đành lặng lẽ mở sách trên bàn. Đầu lợn hôi thối, mỗi ngày không học tập chăm chỉ, muốn lười biếng, lại đến nữa rồi. Đến cổng trường, trong một đoàn xe chờ trẻ em, mắt tôi, lần đầu, rơi vào con lừa đá quý được đánh dấu đó. Sau đó liền nhìn thấy Lãnh Thanh Tuyết lên chiếc xe kia, rời đi trong cái vẫy tay nhẹ nhàng với Giang Linh. Cảm động rồi, vẫn không muốn cố gắng nữa. Vậy thì anh phải nắm lấy cơ hội. Đội trưởng đại nhân là một người da trắng giàu có, người cầu hôn đều xếp hàng từ lớp học đến cổng trường. Đàn ông đương nhiên phải dựa vào chính mình. Thực ra nằm phẳng cũng rất tốt. Gần đó mở một tòa nhà mới, tôi đã nói chuyện với mẹ anh rồi. Tôi định đưa các con đi xem vào cuối tuần này. Bố mẹ muốn mua nhà, kể cả anh, chẳng lẽ ngươi không muốn? Có thể không đổi được không? Con nghĩ nhà chúng ta bây giờ rất tốt, con đã quen rồi. Tôi đã nói chuyện với mẹ anh rồi, bây giờ căn nhà này giữ lại không bán, nhà mới thì viết tên anh. Dù sao thì bây giờ cậu cũng đã là sinh viên năm 2 rồi, chờ con kết hôn trong tương lai, mẹ con và ta sẽ chuyển về đây. Phòng cưới. Không biết tại sao, khi tôi nghe bố nói về chuyện này, trong đầu tôi không tự giác được, xuất hiện bóng dáng của lớp trưởng và tự động bổ sung não cùng với cô ta, hình ảnh lãng mạn tay trong tay bước vào hôn lễ. Khi tôi tỉnh lại, thấy bố mẹ nhìn mình như thế nào, hình như có gì đó không ổn, tôi có cảm giác mọi thứ không ổn. Minh Vũ thành thật nói, có phải con đang yêu ở trường không? Không, con kiên quyết làm theo lời khuyên của mẹ, nhà trường không hại con gái. Vậy con vừa cười khúc khích cái gì? Bố mẹ sẽ treo nhà dưới tên con, chẳng phải con sắp trở thành triệu phú sao? Trong lòng vui vẻ. À thơ, cậu thật sự không có nói chuyện bạn gái ở trường? Không, tốt nhất là không. Đừng để tôi phát hiện anh nói dối. Mặc dù biết con trai mình, nhưng mẹ không thể hoàn toàn chắc chắn. Trong một số trường hợp tôi có lấy tháp màu đường không? Sau tất cả thanh thiếu niên trong tình yêu luôn mù quáng. Một lời nhắc nhở nữa, 3 năm trung học rất quan trọng. Không sao nếu con tự mình không vào đại học, nhưng đừng ảnh hưởng đến tương lai của các bạn nữ khác. Con cái của mình không quan trọng nữa, lo lắng cho con của người khác. Mẹ yên tâm đi, trước khi tốt nghiệp trung học, con sẽ không bao giờ làm hại các cô gái. Tốt nghiệp cũng không được. Mẹ muốn con làm hòa thượng sao? Tôi dữ lắm, trường trung học không yêu, không tìm bạn gái cũng được, tốt nghiệp cũng không được. Chẳng lẽ thật sự muốn lên núi tìm một cái miếu xuất gia mà vợ không cần nữa? Ý tôi là, sau này phải yêu, đang tìm bạn gái. Đừng cả ngày nghĩ đến tai họa này tai họa kia, học người khác làm cái gì cặn bã. Tất nhiên. Thấy mình hiểu lầm ý mẹ, tôi cảm thấy xấu hổ. Hai chữ tai họa này còn không phải do chính bạn nói, chỉ là mặc dù đã đảm bảo, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút bất an, bởi vì tôi lại nghĩ đến Tuyết Lạnh, lãnh chúa lớp cao lãnh, hình như thầm mến chính mình. Trong trường hợp cô ta bắt đầu một cuộc truy đuổi điên cuồng cho chính mình, làm sao bây giờ tôi chấp nhận hay chấp nhận? Gì cơ? Lỡ như có cô gái muốn hại con thì sao? Đó là một giấc mơ thật đẹp. Ngày hôm sau tôi và anh trai trên đường đến trường, nhìn thấy một con lừa đá quý xuất hiện trong tầm nhìn của chúng tôi. Đây không phải là xe của đội trưởng sao?
Cửa xe mở ra, một cô gái tóc dài mặc váy từ trong đi xuống. Đi sớm nhé, lớp trưởng. Thật là trùng hợp. Chúng tôi vừa xuống xe buýt thì người lớn xuất hiện. Hình như chúng tôi thường gặp nhau ở cổng trường. Chẳng lẽ đây là duyên phận? Cô bé hết bân dậy lúc 6 giờ để chuẩn bị. Đầu heo, đột nhiên nghe thấy tiếng tuyết lạnh, cả người đều sửng sốt. Thảo nào chúng tôi luôn gặp nhau ở cổng trường. Một lần hai lần cũng không sao, nhưng mỗi lần tôi vừa xuống xe buýt đều thấy lạnh thanh tuyết xuất hiện trước mắt mình. Hóa ra đây không phải là sự trùng hợp, đó là ý định của ai đó. Đâu có nhiều cuộc gặp gỡ bất ngờ như vậy, tất cả sự trùng hợp chỉ là âm mưu từ lâu. Tôi có thể nghe thấy giọng nói của hoa hậu, dù luôn thể hiện hình tượng cao lạnh, cô ta cũng sẽ làm nũng bán dễ thương và nhút nhát. Điều khiến tôi càng không ngờ là cô ta lại còn thầm mến tôi, đồng thời để cùng học cùng trường đại học với tôi. Hắn còn chuẩn bị thi rớt đại học thi. Đội trưởng, bạn đang làm gì vậy? Đã đến lớp học rồi, bạn không học chăm chỉ ngủ nướng gì? Thời gian đọc sớm vẫn chưa đến đâu, hơi đau đầu, nhân lúc này còn chưa đánh linh, nghỉ ngơi một chút, không được. Bây giờ chúng ta đều là học kỳ 2 trung học rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ tăng lên năm 3, phải nắm bắt từng phút từng giây để học, không thể lười biếng. Tôi đang định nói gì đó, chuông đọc sớm vang lên, trong tuyệt vọng tôi đành phải lấy sách giáo khoa ra, đọc và đọc thuộc lòng vào buổi sáng với các bạn học khác. Ngay lập tức đội trưởng đội khách lại bắt đầu dùng thần công chọc vào lưng tôi. Mưa, tại sao bạn đọc sớm chỉ học tiếng Trung và văn tông vậy? Không mang những thứ này sao? Điều này không phải rất bình thường sao? Hình như mọi người đều như vậy. Còn tiếng Anh của bạn thì sao? Cả buổi sáng đọc sách cậu còn chưa xem qua sách giáo khoa tiếng Anh. Đội trưởng đại nhân, sao ngay cả cái này cũng biết? Hắn đang theo dõi tôi. Điểm ngữ văn và văn tông của bạn đều tốt, đặc biệt là lịch sử, nhưng các môn học khác cũng quan trọng không kém. Muốn nhanh chóng đề cập đến điểm số cao, tôi nghĩ bạn nên làm việc nhiều hơn về tiếng Anh và toán học. Từ tiếng Anh là nền tảng, lúc đọc sớm bạn nên ghi nhớ nhiều từ hơn. Đúng rồi, bạn cảm thấy thế nào? Hôm nay lớp trưởng Thành nói hơi nhiều, không phải là lão Tôn phụ thể rồi sao? Được rồi lớp trưởng. Mặc dù đã được giảng dạy một chút, nhưng tôi không có nhiều bất mãn, bởi vì đối phương là Tuyết Lạnh, là cô gái mình từng thích và bây giờ vẫn giữ được tình cảm. Tại sao hôm nay bạn đột nhiên buồn trong mưa? Có không? Anh ta không nhìn thấy gì sao? Có, trước đây bạn không quan tâm người khác học như thế nào, ngay cả tôi ngủ gật trong lớp bạn cũng không thèm nói gì. Vừa nãy bạn có chút nghiêm khắc với việc bị mưa. Vậy từ hôm nay trở đi tôi cũng nghiêm khắc với bạn một chút, hay là không cần nữa? Tôi nghĩ bây giờ tôi ổn rồi, rất là ổn. Phát hiện cũng không lộ ra cái gì, máu lạnh vừa đè lên trong lòng hòn đá lại đặt xuống. Mắt nhìn lại phía trước, nhìn tôi nằm trên bàn nghỉ ngơi, nghĩ về cuộc trò chuyện giữa hai người. Sự quan tâm của mình dường như không được hắn để vào lòng, trong lòng không khỏi phát tắc, tan học xong liền nằm trên bàn ngủ bị mưa. Mày là heo à, ghét anh không thể cố gắng hơn một chút sao? Đã cao 2 rồi mà vẫn chưa học tốt, sau này làm thế nào để thi cùng một trường đại học? Trong trường hợp đó, tôi chỉ có thể thi kém một chút. Cái gì, lớp trưởng Thành lại có ý như vậy? Tương lai cùng nhau thi cùng một trường đại học. Tôi phải nói rằng tôi rất ấn tượng, nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh của mình, một lớp 3 đầu tiên, so sánh thành tích của Lãnh Thành Tuyết, tôi hơi nản lòng, một người chỉ có thể đi lang thang giữa lớp. Trong tình hình hiện tại của tôi chỉ có thể vào một trường đại học hạng 3. Về phần học tập lạnh lùng, nhưng thành tích hiện tại của hắn là Thượng Thành Bắc đều không thành vấn đề. Nhưng mà Lãnh Thành Tuyết vừa rồi hình như nói muốn cùng ta học cùng một trường đại học. Khi chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cô ta cố tình thi hỏng. Hắn một cái có thể lên Thành Bắc hạt giống theo mình chạy đến đại học hạng 3 đi. Đây không phải là ngu ngốc sao? Mời khách. Tôi chôn sâu đáy lòng cái kia một mẫu rộn ràng nhanh chóng bị phóng đại vô hạn. Lãnh Thành Tuyết, lão tử còn thích người lớp trưởng. Vừa rồi tôi đã suy nghĩ rất kỹ về những gì bạn nói và đã có một sự phản ánh sâu sắc về cuộc sống và tương lai của mình. Tôi nghĩ bạn nói đúng. Học kỳ tới chúng tôi sẽ học năm thứ 3 trung học. Thời gian còn lại cho chúng ta không còn nhiều nữa. Chúng ta không chỉ phải học từng phút từng giây, còn phải nắm bắt từng phút từng giây khi học. Cậu thật sự muốn học hành? Không phải nói dối tôi. Đã quen với cả muối rồi, bỗng nhiên một ngày nọ nghe thấy tôi nói phải cố gắng hết sức, Lãnh Thanh Tuyết cảm giác mình đang nằm mơ. Tương lai tôi phải thi Thành Bắc. Tôi nhìn vào đôi mắt của Tuyết Lạnh, không có ý đùa đâu. Tôi nghiêm túc đấy. Tôi tin. Lớp trưởng có thể mượn ghi chú toán học của bạn xem không? Tất cả trong sách. Nhưng ghi chú của tôi không nhiều. Không sao đâu, cảm ơn lớp trưởng. Quay lại, tôi nhìn quyển sách toán học trên tay, không thể không hút mũi. Quả nhiên đồ con cái dùng qua đều là thơm. Sao anh ấy không xấu hổ khi làm vậy? Hóa ra bạn là một đầu lợn như vậy. Lãnh Thanh Tuyết khi ngẩng đầu lên phát hiện tôi đã mở cuốn sách toán học kia ra, dường như nhớ ra điều gì đó. Trả lại sách cho tôi không mượn. Để chứng minh nước bọt của hoa trường là mùi sầu riêng, tôi trực tiếp hôn cô ta trước công chúng. Nhưng hoa hậu không những không tức giận, ngược lại bắt đầu chủ động phục vụ. Tất cả chỉ vì tôi có thể nghe thấy giọng nói của cô ấy, phát hiện một nữ sinh lạnh lùng lại thầm mến tôi, còn lén lút viết hết mọi thứ về tôi ở góc sách. Quả nhiên đồ con cái dùng qua đều là thơm. Tại sao anh ta không xấu hổ khi làm vậy? Không xấu hổ, hóa ra bạn là đầu heo như vậy. Khi Lãnh Thanh Tuyết ngẩng đầu lên thì phát hiện tôi đã mở cuốn sách toán học kia ra, dường như nhớ ra điều gì đó. Trả lại sách cho tôi không cho mượn nữa. Hành động của bản thân trong sách giáo khoa toán học vừa rồi dường như đã bị lớp trưởng phát hiện ra. Hắn sẽ không coi tôi là một tên biến thái chứ? Đội trưởng đại nhân tốt sao lại đổi ý? Có phải tôi đã làm gì sai không? Không phải việc của anh, tôi không muốn mượn nữa. Tôi có chút tội lỗi, nhưng vẫn giả ngu. Tôi đang cá là máu lạnh sẽ không nói ra chuyện vừa rồi. Không,
Vậy thì tôi không thể cho bạn. Đã đồng ý cho tôi mượn rồi, cho đến khi kết thúc tiết học này sẽ trả lại cho bạn. Tôi quay lại như không có chuyện gì, không để ý đến Tuyết Lạnh tức giận. Càng lúc này càng phải bình tĩnh, không thể tự mình làm loạn trước. Sắp bị phát hiện rồi sao? Thật là xấu hổ. Lợn đầu, cho tôi trợ lý. Vâng, lớp trưởng vội vàng lấy lại cuốn sách toán học này. Dường như có một lý do khác, có lẽ có một số loại bí mật ẩn trong đó và không muốn tôi biết. Nghĩ đến đây tôi lập tức hứng thú. Sách toán học trên bàn, bắt đầu từ trang đầu tiên, từng trang một, như học thuyết của Lãnh Thanh, ghi chú trong sách của thật không nhiều. Tôi lật không nhanh, nhưng không hề nghiên cứu những ghi chú và nội dung trong sách. Tôi đang tìm kiếm thứ gì đó khả nghi, cho đến cuối trang cuối cùng, tôi không thấy có vấn đề gì. Tôi sẽ tìm lại. Lần này ngay cả mặt trận phía trước cũng không có ý định buông tha. Lật sang trang danh mục dường như phát hiện ra lục địa mới. Hôm nay tôi mơ thấy đầu lợn rừng rồi. Hắn nói hắn thích tôi. Đầu heo. Cái này rõ ràng nói về tôi. Hai ngày nay tôi không chỉ một lần nghe lớp trưởng trong lòng lén dùng cái này xưng hô tôi. Mặc dù được gọi là đầu heo, nhưng cảm giác rất tốt bụng. Cái gọi là ngày có suy nghĩ đêm có giấc mơ. Nói cách khác trong lòng lớp trưởng thành có kỳ vọng như vậy. Giấu thật sâu. Lớp trưởng đại nhân rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu thích mình? Chắc là đã lâu rồi. Chính mình cũng thích hắn. Có muốn tìm cơ hội tỏ tình không? Lỡ bị từ chối thì sao? Mặc dù biết Lãnh Thanh Tuyết thích mình, nhưng dù sao cũng là tình yêu thầm kín, cho đến nay vẫn chưa thể hiện một chút ý tứ thích mình. Nếu tôi không thể nghe được suy nghĩ của cô ấy, tôi em rằng cũng không biết có chuyện này có nên phá vỡ cửa sổ này hay không. Tôi rất do dự. Trả lại sách cho tôi sau giờ học nhé. Phát hiện bí ẩn lớn nhất, cuốn sách này đối với tôi không còn dùng được nữa. Quay người đưa quyển sách qua. Cảm ơn lớp trưởng. Đọc lại công thức rồi, nhưng hầu hết chúng vẫn chưa giỏi sử dụng lắm. Nhưng nghiêm túc mà nói, lớp trưởng ghi chú của bạn thực sự rất ít. Tôi đã nói không nhiều, có vẻ như đầu lợn không tìm thấy gì cả. Tầm nhìn về phía trước, ánh mắt của Lãnh Thanh Tuyết rơi trên người tôi, tay chống má, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Đừng sợ, tôi không phải người xấu. Rất ngọt ngào, cảm ơn bạn. Cậu tên gì? Mưa, còn bạn thì sao? Lần sau nói cho bạn biết. Lãnh Thanh Tuyết, ôi, anh ta sẽ không thật sự phát hiện ra phải không? Không phải là muốn thú nhận sao? Làm sao bây giờ? Tôi chưa sẵn sàng. Cậu là người tốt, nhưng xin lỗi, tôi sẽ không nói chuyện về tình yêu cho đến khi tốt nghiệp trung học. Tình yêu không được, tuyệt đối, lập tức liền nói chết rồi. Cảm ơn bạn đã thích, nhưng xin lỗi. Ngay cả đầu heo, ngươi đừng làm loạn. Ta cảm giác trái tim mình bị liên tiếp cắm ba đao. Mặc dù máu lạnh không mở miệng, nhưng tôi đã nghe. Anh là người tốt, tôi tạm thời không có ý định yêu đương. Cảm ơn bạn đã thích, nhưng xin lỗi. Còn chưa tiến hành tỏ tình thì bị từ chối trước một bước. Và vẫn là ba lần liên tiếp và sử dụng ba mẫu câu khác nhau. Mưa, anh nói gì? Bạn gửi thẻ bị lệch. Gửi thẻ? Lãnh Thanh Tuyết nhìn tôi trước mắt, trong lòng có cảm giác muốn sụp đổ. Anh ấy đã rất lo lắng, sợ tôi mở miệng nói với anh ta. Hóa ra là do một cái kẹp tóc. Cảm ơn bạn, bạn có thể tiếp tục tình yêu bí mật này. Tôi có thể nghe thấy giọng nói của hoa hậu. Dù luôn thể hiện hình tượng cao lạnh, cô ta cũng sẽ làm nũng bán dễ thương và nhút nhát. Điều khiến tôi không ngờ là cô ấy còn thầm mến tôi. Để đi cùng xe buýt với tôi, cô ấy từ bỏ việc đón xe limousine ở nhà. Hôm sau tan học, tôi đang đợi xe buýt, bỗng thấy một bóng người quen thuộc. Hey, ban trưởng đại nhân. Hôm nay tài xế không đến đón bạn sao? Tài xế nhà cô ấy hôm nay bị ốm xin nghỉ phép. Lớp trưởng, bạn muốn đi xe nào? Lần đầu tiên gặp được Lãnh Thanh Tuyết ngồi xe buýt, Trương Hạo rất tò mò. Chi lộ. Đường số 7, hình như chúng ta cũng là cái này phải không? Thật trùng hợp, khi nhìn Lãnh Thanh Tuyết bình tĩnh nói ra hai chữ rất trùng hợp này, tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Cảm giác như thế nào là do ai đó cố ý? Không thể để tôi nghĩ nhiều hơn. Xe đang đến, tạm biệt. Zaijian. Giám đốc, ngồi đây đi. Xiexie. Trung sĩ, bạn đã xuống Côn Minh ở trạm nào? Tất cả những lời giải thích đều là Lãnh Thanh Tuyết đã nghĩ đến trước khi lên xe buýt. Vì là đi cùng đầu heo cùng nhau ngồi xe buýt về nhà. Vậy thì đừng xuống xe trước anh ta. Nhà mình cũng không thể cách nhà mình quá gần, sau này dễ bị lộ. Nghe bài hát không? Bài hát nào? Chúng ta kết hôn đi. Cái này quá nhanh. Nhìn mặt đỏ bừng như của táo chín như tuyết lạnh, khóe miệng của tôi không thể không móc lên. Tự lộ chân đi. Xong rồi, tôi vừa nói gì vậy? Làm sao tôi có thể nói như vậy? Hắn rõ ràng nói hình như là tên bài hát. Chính mình vừa rồi rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Được rồi, tại sao lại nói như vậy? Thật là điên rồ và ngu ngốc. Ngốc chết rồi, cảm nhận được sự bối rối và rối rắm trong lòng khi học chuyện này. Trong lòng tôi cười thầm, đã quen với vẻ ngoài không chắc chắn và luôn thờ ơ của lớp trưởng. Rộng rãi như vậy, hắn ngược lại làm cho ta cảm thấy càng có ý nghĩa gì, nhanh quá. Có vẻ như anh ấy không nghe thấy chính mình. Lâu rồi không đi xe buýt, đột nhiên phát hiện tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Hơi ngạc nhiên. Trải nghiệm thêm vài lần nữa là quen rồi. Làm tôi sợ chết khiếp. Đồ ngốc này không hiểu ý của tôi. Hắn quá ngốc nên không hiểu, nhưng cũng rất may. Tiểu kiêu ngạo này còn tưởng tôi không để ý. Mặc dù Lãnh Thanh Tuyết tự mình không cẩn thận lộ chân ngựa, nhưng tôi không chỉ không thể vạch trần cô ta, phải che chở cho cô ta. Sự trùng lập của phụ nữ tôi đã học được từ mẹ tôi rồi không biết bao nhiêu lần. Loại này là cực đoan. Thích một người từ ẩn đến minh cần một quá trình từng bước. Tôi không muốn làm cô ấy sợ vì sự liều lĩnh của mình. Nếu nó làm cô ta sợ thì sao? Còn nghe không? Không đợi Lãnh Thanh Tuyết trả lời, tôi đã mang cho cô ấy cái tai nghe mà tôi vừa tháo ra. Đây không có tài ba, nhưng anh có thể đưa em tới những nơi như là lâu đài hoa. Không cần biết.
của Lãnh Thanh Tuyết làm chứng. Đây hoàn toàn không phải là bài hát tôi vừa nói. Hắn bị lừa. Tôi lèn lấy NT3 ra khỏi túi, âm thầm điều chỉnh chế độ phát thành vòng lặp đơn, sau đó lặng lẽ bỏ lại vào túi. Đi xe buýt với người mình thích, nghe tiếng hát trong tai, nhìn cửa sổ xe phản chiếu hình ảnh của ai đó. Lãnh Thanh Tuyết dần dần nhiều mắt lại, uốn cong thành một đôi lưỡi liềm nhỏ. Thật tốt khi có một bạn như vậy, có thể để tôi từ từ thích bạn. Xe buýt đi hết trạm này đến trạm khác, bài hát trong tai nghe vẫn là bài hát đó. Nhìn thấy khoảng cách trạm tôi xuống xe càng ngày càng gần, tiết lạnh làm đẹp tâm trạng trên đường đi, cuối cùng cũng bắt đầu hỏng rồi. Tôi đến rồi. MV3 mượn bạn trước, ngày mai đi học trả lại cho tôi. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Xe khởi động lại, nhìn bóng dáng tôi xuống xe dần dần biến mất trong tầm mắt. Máu lạnh thu lại ánh mắt, đặt tầm nhìn vào MV3 trên tay. Mẫu MV3 này rất bình thường, bề mặt có vết chảy xước và chảy xước nhẹ. Ngoài ra còn có một số sơn rơi, rõ ràng là dùng lâu rồi. Ngay cả khi nó được tái chế ở thị trường đầu cũ bên ngoài, em rằng cũng không thể thu hồi được bao nhiêu tiền. Nhưng giờ phút này hắn ở trong lòng Lãnh Thanh Tuyết vô cùng quý giá. Đến đây, trên đó đã có dấu ấn chung của hắn và đầu heo.